Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tiêu điểm Kinh tế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, dù chủ trương cắt giảm mạnh chi phí cho doanh nghiệp liên tục được chính phủ nhắc đến, tuy nhiên thì chi phí tuân thủ pháp luật, chi phí không chính thức cùng hàng loạt những chi phí khác vẫn đang là quan ngại lớn cho doanh nghiệp. Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp còn rất gian nan, quy trách nhiệm của người đứng đầu đang là giải pháp mà các bộ ngành đang quyết liệt thực hiện. Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhiều mức chi phí đang chênh lệch lớn, kém cạnh tranh so với các nước, những chi phí doanh nghiệp buộc phải tuân thủ theo pháp luật khi tham gia sản xuất kinh doanh. Những chi phí đó là gì và nó đang đè nặng doanh nghiệp ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Phí kiểm tra chuyên ngành đang là gánh nặng rất lớn của doanh nghiệp này. Tốn thời gian và chi phí, mất cơ hội kinh doanh và khi tần suất kiểm tra quá nhiều thì tổn thất đối với những mặt hàng có giá trị lớn cũng là điều doanh nghiệp quan ngại. Cụ thể, khi sản phẩm bị cắt một phần để kiểm tra, thì giá trị kinh tế đối với những mặt hàng giảm đi rất lớn, thậm chí không còn giá trị kinh tế. Như tấm thép sau khi bị cắt, doanh nghiệp chỉ còn dùng để lót nền. Còn khó khăn thì tôi nghĩ là về cái thứ nhất của chân chuyên ngành, thì cũng có một số cái ngành hàng thì cũng về giảm, cũng chưa có triệt để, cũng còn ảnh hưởng nhiều, cũng còn về thủ tục của xuất nhập khẩu còn khó khăn, cũng còn. Số lượng hàng hóa kiểm tra chuyên ngành đến nay vẫn ở mức rất cao, lên tới 30-35%. Không chỉ chi phí kiểm tra chuyên ngành, ngoài các khoản thuế, trong thực tế doanh nghiệp còn phải đóng góp hàng trăm loại phí khác, như các loại thuế, phí, lệ phí như phí giao thông, phí kiểm dịch, chi phí liên quan đến quyền sử dụng đất. Còn thứ hai nữa là về nhất là cái thủ lương là thủ tục về, ví dụ như các doanh nghiệp là về thủ tục về nhà đất. Thủ tục chuyển đích sử dụng đất, ví dụ doanh nghiệp muốn đầu tư đấy, đầu tư về nhà xưởng hay hoặc đầu tư về chung cư hoặc đầu tư về khu thương mại thì cái thủ tục mà chuyển nhượng mục đích để làm dự án thì mới xem xét phép phải quá lâu kéo dài, tại cái đó vẫn ảnh hưởng nhiều nên doanh nghiệp đấy. Doanh nghiệp chúng tôi nhiều khi là cái những cái dự án mà muốn đầu tư nhưng mà có khi kéo dài mấy năm xin chuyển đích chưa xong, thủ tục chưa xong, dẫn đến là mỗi 4 năm đó ảnh hưởng, nói chung là những thủ tục về vấn đề chuyển mục đích với thủ tục xin dựng còn khó khăn, còn chậm. Những cái khoản chi phí, ví dụ như là các cái khoản chi phí, các cái thủ tục khác như các loại phí rồi liên quan, ngoài thuế ra còn cả các loại phí liên quan thì mình nghiên cứu để giảm thiểu. Hai nữa là về các cái khoản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn. Ví dụ kinh phí công đoàn bây giờ là 2%, nhưng mà doanh nghiệp không thành lập công đoàn cũng phải nộp 2%, và 2% trên tổng cái lương cũng rất là lớn. Theo Ban Môi trường Kinh doanh thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Trung ương, nhiều chi phí tuân thủ pháp luật bất hợp lý làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam từ khi khởi sự kinh doanh. Nổi bật, chi phí tuân thủ pháp luật trong nhiều ngành nghề kinh doanh có nhiều điều kiện bất hợp lý. Ví dụ như điều kiện kinh doanh là một cái trường học thì cần phải có khu thể thao này, khu bể bơi này, hay là phải có cái hệ thống nhà trường lớp mà phải ấm về mùa đông và mát về mùa hè. Những cái tiêu chuẩn đó nó thực sự nó không có ý nghĩa trong cái quản lý nhà nước, và nó chỉ là nên là những cái quy định mang tính chất hướng dẫn để thực hiện. Bởi vì những quy định như vậy thì rất là khó để cho doanh nghiệp biết được rằng là liệu như thế nào là đáp ứng được yêu cầu, khi nào thì thoáng về mùa hè là đảm bảo yêu cầu và ấm về mùa đông. Như vậy là chúng ta thấy những cái quy định như vậy nó vẫn còn tồn tại. Thách thức đối với doanh nghiệp Việt còn ở chi phí lao động khi mà tiền lương tối thiểu tăng nhanh và tốc độ tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng năng suất lao động. Thực sự năng suất lao động chúng ta không cao. Ví dụ ở một số nước khác người ta có thể một lao động, thì ở Việt Nam chúng ta chỉ phải sử dụng tới 2-3 lao động. Doanh nghiệp là nó là hết sức khó khăn, tại vì bản thân hiện nay là nhất là cái doanh nghiệp chúng ta làm hàng xuất khẩu, thì chúng ta có những giá thành hiện nay phải thấy là hết sức là chật vật. Hiện nay chúng ta không thể dựng lý do nào nói là tại vì chúng ta tăng lương phải tăng giá. Tại đối với các hàng nước ngoài họ có một cái giá mua là theo tỷ ngoại tệ, thì họ mua ví dụ họ mua $2 rồi $2 chứ nó không thể diện giải lý do là chúng ta tăng lương tăng giá được. Cho nên khi mà mỗi lần điều chỉnh cái lương thì nó sẽ tác động lớn rất lớn về giá thành. Hiện nay doanh nghiệp đang quan ngại về nhiều chi phí tuân thủ pháp luật. Doanh nghiệp Việt Nam cũng phải chịu chi phí nộp thuế cao trong khu vực ASEAN, ở mức 39,1% so với lợi nhuận và cao hơn 2 lần so với Singapore.
Ngoài ra, chi phí về tuân thủ chứng từ xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam cũng ở mức cao nhất, gấp 4 lần so với Singapore và hơn 3 lần so với Philippines. Đây thực sự là vấn đề rất đáng quan ngại, bởi nó làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Về bức tranh chung thì chúng tôi rất e ngại về áp lực về thuế phí đối với doanh nghiệp hiện tại. Nó sẽ làm giảm cái hiệu quả kinh doanh, nó làm mất cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp về mặt trung hạn và dài hạn, và đặc biệt là nó sẽ tạo ra ít cơ hội tạo ra việc làm hơn cho doanh nghiệp. Mất cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng kiệt quệ và teo tóp là những hệ quả khi chi phí tuân thủ pháp luật đè nặng và quá sức doanh nghiệp. Bên cạnh gánh nặng chi phí về tuân thủ pháp luật thì có một loại chi phí khác cũng khiến doanh nghiệp quan ngại, đó là chi phí không chính thức. Chi phí này có thể phát sinh ở mọi công đoạn kinh doanh và trong tất cả các quá trình thực thi pháp luật, chính sách và thủ tục hành chính. Nhưng chi phí này rất khó xác định, khó tiên liệu và không thể định lượng. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Chuyên cung cấp thực phẩm tươi sống cho các bếp ăn tập thể của các doanh nghiệp trường học. Doanh nghiệp này chia sẻ, để mở thêm cơ sở sản xuất, bên cạnh những khoản phí nộp theo quy định, thì doanh nghiệp còn phải mất thêm một khoản chi phí cho việc đi lại và thời gian để xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nói ví dụ bây giờ chúng tôi có 4 địa điểm kinh doanh cần thay đổi thì chúng tôi mất 4 lần. Thì cái chi phí đương nhiên lại liên quan 4 lần. Đấy, còn nếu mà cứ thay đổi một cần thuê chỗ mới chúng tôi lại phải làm một lần nữa. Đấy thì nếu mà như lần cách cũ ấy, thì là 4 lần trong một tờ thì chỉ tính phí một lần thôi. Nhưng bây giờ phải là 4 lần đó. Đấy, thì tôi thấy bất cập ở chỗ đó. Thứ hai là trong cái việc mà cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho công ty chúng tôi là kinh doanh nông sản thực phẩm. Như trước kia người ta ghi chữ là đủ điều kiện để kinh doanh hàng nông sản thực phẩm. Nhưng bây giờ đã ghi rõ là đủ điều kiện để kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, trứng, rau, củ, quả. Có nghĩa là gì, chúng tôi bị giới hạn trong phạm vi đó, nếu muốn kinh doanh mới lại phải đến xin phép lần nữa. Trên thực tế có rất nhiều khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra nhưng lại không thể có hóa đơn, chứng từ để hoạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những khoản chi phí này có nhiều tên gọi khác nhau như chi phí không chính thức, chi phí ngầm, chi phí bôi trơn, những khoản lót tay. Những chi phí này có thể phát sinh ở mọi công đoạn kinh doanh, đặc biệt trong các thủ tục tiếp cận mặt bằng sản xuất kinh doanh, đón tiếp thanh tra, kiểm tra, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện. Đứng ở góc độ của doanh nghiệp cá nhân tôi thì có khá nhiều các cái chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra nhưng rất là khó để được hạch toán một cách hợp lý hợp lệ. Điển hình như là các cái chi phí đi lại xin các cái cấp phép hoặc thủ tục cho một cái giấy phép nào đó. Ví dụ như là bản thân tôi đã từng đi xin phép mà những cái giấy phép liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thì cái thủ tục nó tương đối phức tạp nên thành ra chúng tôi phải thuê những cái dịch vụ ngoài. Và đáng lẽ nếu với một cái thủ tục thông thoáng và nhanh gọn thì cái việc thuê ngoài sẽ không, doanh nghiệp sẽ không lựa chọn. Kết quả điều tra PCI năm 2017, từ 10.245 doanh nghiệp tư nhân trong nước và 1.765 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cho thấy vẫn có trên 59% doanh nghiệp cho biết họ vẫn còn phải trả các chi phí không chính thức, dù chỉ số này đã giảm so với những năm trước. Đặc biệt có 2/3 số doanh nghiệp trả lời tình trạng chi trả chi phí không chính thức là phổ biến. Khoảng 7-12% cho biết có chi trả một số tiền lớn cho khoản này. Và trên 50% số doanh nghiệp tin rằng chi trả hoa hồng là cần thiết để đảm bảo trúng thầu trong các cuộc đấu thầu với các cơ quan nhà nước. Và nói thực là có một cái loại phí không chính thức thứ hai mà chúng ta rất khó phá. Đó chính là gì, là cái không chính thức mặc nhiên. Anh cứ làm tốt. Anh cứ quan hệ giải quyết bình thường cho tôi tốt thì đến hết một thời gian, một tháng, một quý, một năm gì đấy thì doanh nghiệp hay là một cái cơ quan liên quan sẽ ngầm chuyển giao một cái khoản kinh phí coi như là khoản bồi dưỡng mà chúng ta gọi là tích cực phí cho cơ quan quản lý. Cái này gần như là không thể phá ngay được. Nó bởi vì chúng ta có bộ máy quá lớn và giao nhiệm vụ thì không rõ, tính chuyên nghiệp thì không cao và không đều, đồng thời là thu nhập lại thấp. Đáng chú ý, các chuyên gia cũng ước tính chi phí công chính thức mà doanh nghiệp phải chịu là rất lớn. Trong một số lĩnh vực cụ thể, ví dụ đó là chi phí không chính thức mà các chủ hàng xuất khẩu Việt Nam phải gánh chịu có thể lên tới 250 triệu đô la Mỹ vào năm 2020. Con số này được tính toán dựa trên chi để làm thủ tục hải quan nhanh chóng và chi bồi dưỡng trạm vận tải nội địa. Điều này cho thấy chi phí không chính thức hiện đang là mối quan ngại của doanh nghiệp bởi làm gia tăng chi phí sản xuất kinh doanh, dẫn đến gia tăng giá thành sản phẩm dịch vụ và giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi mà doanh nghiệp phải chịu đựng
các cái thủ tục hành chính nặng nề thì điều đó nó sẽ phát sinh kể cả những chi phí chính thức và không chính thức. Và cũng phải nói thêm rằng cái chi phí thời gian, cái chi phí về cơ hội là vô cùng lớn và không tính được. Thứ hai là các cái chi phí liên quan đến các cái dịch vụ công, rồi các cái chi phí liên quan đến các cái dịch vụ hạ tầng cơ sở khác cho các hoạt động kinh doanh, và trong đó có cái chi phí logistics, chi phí vận tải, vân vân. Kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2017 cũng cho thấy, so với năm trước, dù kiểm soát tham nhũng trong khu vực công nghiệp được cải thiện, song mức độ chịu đựng tham nhũng có xu hướng tiếp tục gia tăng. Người dân cho biết, mức tiền bị vòi vĩnh trung bình của cán bộ, công chức địa phương năm 2017 từ 27,5 triệu đồng mới tố cáo, tăng 2 triệu so với năm 2016. Tuy nhiên về mặt khác thì cái sự minh bạch của thông tin, đặc biệt là minh bạch về thông tin đất đai thì cũng vẫn rất là có vấn đề, nghĩa là chỉ có 15% người dân biết được về cái kế hoạch quy hoạch sử dụng đất ở địa phương mình mà thôi. Trong khi cái pháp lệnh dân chủ cơ sở thì nói rằng là người dân cần phải được biết hết những thông tin này, giống như là biết về ngân sách của cấp xã. Đây là một cái vấn đề nổi cộm mà đã tồn tại từ nhiều năm nay mà chúng tôi không thấy có một cái sự tiến bộ gì cả. Không những thế, chi phí này còn làm phát sinh thêm các chi phí khác, ví dụ như là để hợp pháp hóa chi phí không chính thức, dẫn đến hiện tượng gian dối trong kinh doanh như buôn bán hóa đơn, báo cáo tài chính, thuế không trung thực. Đặc biệt, chi phí không chính thức góp phần làm méo mó cạnh tranh, suy giảm lòng tin của doanh nghiệp vào nỗ lực cải cách của chính phủ. Thời gian qua, với chủ trương cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp của chính phủ, nhiều chính sách nghị quyết đã được ban hành. Tuy nhiên đến nay, câu chuyện cắt giảm chi phí doanh nghiệp vẫn chưa như kỳ vọng, còn nhiều rào cản và gian nan trong quá trình cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Để có góc nhìn rõ hơn về những vấn đề này, mời quý vị cùng theo dõi tiếp chương trình. 4 năm thực hiện nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh, với hàng loạt hành động cắt giảm mạnh chi phí cho doanh nghiệp của chính phủ. Sau hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2016, để giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp một cách kịp thời, Nghị quyết 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 đã ra đời. Tiếp đó, sau hội nghị với doanh nghiệp vào tháng 5 năm 2017, Chính phủ đã chọn chủ đề năm 2017 là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp. Cụ thể, tại Nghị quyết số 1 NQCB ngày 1 tháng 1 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Tuy nhiên, đến nay kết quả cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp vẫn chưa như kỳ vọng. Hiện tại cái định hướng của Chính phủ là cắt giảm thuế phí cho doanh nghiệp, và Thủ tướng cũng tại cuộc đối thoại doanh nghiệp vừa rồi thì cũng có cho rằng là năm 2017 này là năm giảm phí cho doanh nghiệp. Cũng có một số tín hiệu tích cực, chẳng hạn như là ngay Bộ Tài chính thì vừa rồi mới trình một loạt cái thông tư, gần 10 cái thông tư mà có giảm phí cho doanh nghiệp. Chẳng như đề xuất giảm phí đăng ký thành lập doanh nghiệp từ 200.000 xuống 100.000, tức là giảm 50%. Và cái này thì khoảng 100.000 doanh nghiệp mới đăng ký hàng năm có thể hưởng lợi. Rồi nhiều loại phí xét nghiệm, xét duyệt khác thì đã có giảm. Một số bộ ngành thì rà soát cắt bỏ các điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính như là Bộ Công Thương trong một số lĩnh vực thì cũng đã có những cái tác động mà làm giảm phí. Nhưng mà về tổng thể thì chúng tôi thấy rằng là những cái hành động cụ thể để giảm phí cho doanh nghiệp cũng đang còn rất ít ỏi nếu mà so với những xu hướng tăng nhanh của hàng loạt những cái chi phí khác. Theo các chuyên gia, nguyên nhân cơ bản là chất lượng yếu kém của hệ thống thể chế, quy định pháp luật. Hệ thống quy định pháp luật, thủ tục hành chính không rõ ràng, không hợp lý, phức tạp và không tiên liệu được, đã tạo cơ hội cho cơ quan, cán bộ liên quan nhũng nhiễu doanh nghiệp và đòi chi phí không chính thức. Khi một bộ phận người thực hành công vụ, người ta có một cái tâm lý rằng là nếu có giấy phép con thì nó tạo điều kiện cho người ta có thể thực hiện cái chức năng quản lý nhà nước nó dễ hơn, nó tiện cho người ta hơn. Đó là chưa kể một bộ phận nhỏ nữa thì người ta lại xem cái giấy phép con nó như là một loại tài sản. Ta có thể thu được cái nguồn lợi từ cái việc cấp giấy phép con, bởi vì luật nó cho phép cái người thực hành công vụ người ta quyền năng quá lớn, người ta có thể thẩm định rằng người ta về mặt ý chí chủ quan người ta có thể nói rằng là cái hồ sơ này là đủ điều kiện hay không đủ điều kiện, bởi vì trong khi chúng ta yêu cầu cái giấy phép con phải có thì doanh nghiệp mới hoạt động được, nhưng mà chúng ta chưa xây dựng được cái bộ tiêu chí là như thế nào thì được cái giấy phép con đó. Hoặc là chúng ta xây dựng nhưng chưa có phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Nguyên nhân tiếp theo là thực thi pháp luật không nghiêm, không công bằng, minh bạch hoặc lợi dụng địa vị của cán bộ giao nhiệm vụ để sách nhiễu doanh nghiệp. Cụ thể, kết quả điều tra BCI cho thấy,
có đến 18,9% doanh nghiệp trả lời đã cho rằng không sử dụng tòa án vì lo ngại tình trạng chạy án. Cái quy trình có giảm hay không? Có, nhưng quy trình lại gắn với lợi ích, gắn với quyền lực, cho nên tự các cơ quan họ không chủ động giảm các quy trình. Một số ý kiến cho rằng từ phía doanh nghiệp, một bộ phận nhận thức không đúng về kinh tế thị trường, thiếu năng lực cạnh tranh nên cạnh tranh bằng quan hệ đi đêm, đi ngầm. Một số khác do bị sức ép từ các công chức nên phải chi để được việc. Mặc dù nhận thức việc làm này là không đúng, vi phạm pháp luật, nhưng vì sự tồn tại của doanh nghiệp, vì việc làm nên miễn cưỡng thực hiện. Nếu các chi phí không được đẩy lùi sẽ gây muôn vàn khó khăn cho doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp mệt mỏi, chán chường, nản chí kinh doanh, bóp méo tư tưởng cạnh tranh, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia, môi trường kinh doanh ngày càng kém minh bạch. Cắt giảm chi phí không hợp lý không chỉ có ý nghĩa đối với cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động mà còn tạo niềm tin khơi dậy các ý tưởng khởi nghiệp. Do vậy, hạn chế và đi đến xóa bỏ các chi phí này sẽ tác động rất lớn đến cộng đồng doanh nghiệp, đến mục tiêu có 1 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả vào năm 2020 mà chính phủ đề ra. Để góp phần cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh và năng suất của nền kinh tế, mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Chính phủ dự thảo nghị quyết ban hành chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. Nghị quyết đã dành một khoản mục riêng cho yêu cầu cắt giảm chi phí không chính thức. Mảng chi phí không chính thức thì chúng tôi cũng mong muốn đề xuất về các cái giải pháp tăng cường cái sự minh bạch trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, các quy định, các điều kiện kinh doanh, các quy định về kinh doanh, rồi về thanh tra, kiểm tra. Để mà doanh nghiệp có thể có được một cái ứng xử nó rất hợp lý theo đúng pháp luật, chứ không bị cán bộ có thẩm quyền nhũng nhiễu rồi gây ra những khó khăn không cần thiết để mà phải chi trả những khoản không chính thức. Đáng chú ý, mục tiêu trọng tâm của nghị quyết này là cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, nhóm liên quan đến thẩm quyền của các bộ ngành địa phương, với hàng loạt yêu cầu cắt giảm thủ tục liên quan đến đăng ký thành lập doanh nghiệp, thủ tục về lương, bảo hiểm xã hội, các thủ tục liên quan đến phí, lệ phí, tiền thuê đất được liệt kê chi tiết. Tôi nghĩ là trong cái đề án tổng thể như vậy, cần phải tính được cái tác động đối với khu vực doanh nghiệp, đối với từng các cái khoản chi phí và cố gắng thực hiện cho được cái yêu cầu đặt ra là giảm được cái chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tới. Bởi vì tôi vẫn nghĩ là rất nhiều các loại chi phí kinh doanh ở Việt Nam hiện nay đang cao hơn so với cái mức bình quân của khu vực và thế giới. Hãy bám sát những cái chỉ số đó để có thể có những cái sự điều chỉnh cho phù hợp. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 19 năm 2018 về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh năm 2018 với tham vọng đạt thứ hạng thứ 50 đến 60 về môi trường kinh doanh so với mức 68 trên 190 của năm 2017. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi khi thời gian thủ tục được rút ngắn, cùng với đó là chi phí tuân thủ giảm mạnh. Sau cái hội nghị mà phân tích cái đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017 tổ chức vào tháng 3 vừa qua, thì sau hội nghị công bố do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam thì chúng tôi đã về báo cáo với lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo tỉnh đã có kế hoạch để mà triển khai các cái chỉ số phần mà Đồng Tháp đang yếu so với các tỉnh bạn. Theo nghị quyết 19, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 19 năm 2018, hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2018, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, các nhiệm vụ phải thực hiện, các văn bản pháp luật phải bổ sung, sửa đổi, thời hạn hoàn thành và đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm, cách thức giám sát, đánh giá. Vai trò của các cơ quan đánh giá độc lập, vai trò của doanh nghiệp, vai trò của báo chí là cực kỳ quan trọng. Để nó tạo ra một sức ép, mà sức ép này nó luôn luôn nóng. Lúc đó nó mới thúc đẩy các bộ trưởng, các chủ tịch ban nhân dân có một áp lực là bị thúc đẩy. Và từ áp lực đối với người đứng đầu này thì lúc đó ông bị áp lực xuống. Và có lẽ nên có một cái thay đổi nữa là nếu ông nào không đạt được kết quả thì chúng ta không nên đi kiểm điểm. Mà thay thế bằng người khác. Các chuyên gia khẳng định dư địa để cắt giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp còn rộng. Hiện tại các giải pháp đã có ghi hàng loạt yêu cầu rất cụ thể trong việc rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, quản lý chuyên ngành được đặt ra. Một lần nữa, chìa khóa để thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh năm 2018
vẫn là trách nhiệm thực thi của từng cơ quan, từng địa phương. Rốt ráo thực thi trách nhiệm, đó cũng chính là sự tuân thủ phương châm hành động gồm 10 chữ: kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả trong năm 2018 mà Thủ tướng Chính phủ đã xác định. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm Kinh tế của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.